mẹ nha các bạn, nó mới úp xuống xong cắt bóc lên. Con này chết rồi này, con này nó không mở miệng nha các bạn, chết rồi đây này. Con dưới là ok. Sau khi mình thông cốc xong á thì các bạn chỉ nhìn là thấy những con nào mà mở cái miệng ra thì là con sống, còn những con nào mà nó không mở miệng ra là nó vẫn còn nằm sâu bên trong cái vỏ nó. Hello các bạn đến với Ốc Family. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa ốc dừa cực kỳ đơn giản, còn sống tươi ngon luôn. Bình thường thì mọi người hay lựa ốc dừa bằng cái mũi của mình, nhưng mà hôm nay các bạn không cần phải dùng tới mũi. Bây giờ thì mọi người hãy cùng theo dõi cách mình hướng dẫn cho mọi người nhé. Ốc dừa của mình này. Đây là những con ốc dừa của mình mới mua về và mình đã quạt để cho nó khô lại. Và sau khi ốc khô lại thì các bạn sẽ để được rất là lâu, khoảng tầm 3-4 ngày, có khi cả 5 ngày nữa các bạn ạ. Và khoảng tầm 7-8 tiếng thì các bạn sẽ rưới cho nó một ít nước để nó uống nước nha các bạn. Mỗi một lần mình lấy là khoảng tầm mấy chục ký, mình bán gần hết rồi. Chỉ còn mấy con còn sót lại thôi. Chỗ này cũng được khoảng tầm mấy ký. Ốc dừa bạn nào mà ăn rồi thì ăn rất là nghiền, càng ăn càng nghiền luôn á. Nó bò cả ra ngoài. Đây mình vẫn còn một ít nữa. Mình đổ vào hết, mình bắt đầu mình sẽ ngâm trong vòng 10 phút. Sau đó thì mình sẽ bỏ ra. Nha các bạn, bỏ ra khoảng tầm 5 phút là ok. Đổ nước ngập nhá, ngập ốc xong mình ngâm trong vòng 10 phút nha các bạn. Không ăn đâu cứng nhá.
nó sướng, nó tưởng mình làm gì đó là gì mỏ. Nè, anh đá chữ lắm. Mỏ cứng hết, mỏ cứng ghê. Mình ngâm được 10 phút xong rồi, bây giờ bỏ ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ để trong vòng 5 phút để cho ốc nó mở miệng ra nhé. Sau khi mình ngâm ốc xong á, thì các bạn chỉ việc là thấy những con nào mà mở cái miệng ra thì là con sống, còn những con nào mà nó không mở miệng ra mà nó vẫn còn nằm sâu ở bên trong, cái vỏ của nó nằm sâu bên trong thì là nó chết rồi nha các bạn. Nên là các bạn chỉ việc lấy những con mỏ miệng ra mình sẽ bỏ sang một bên, và con chết phải bỏ sang một bên là xong, chứ không cần phải dùng mũi ngửi như mấy đợt trước nữa nhé. Cái này thì rất là đơn giản rồi, mình nghĩ là chắc bạn nào cũng biết làm như vậy. Ốc của mình, ốc sườn này, chỗ này cũng được tầm mấy ký. Lựa những con mà còn sống rồi ra là thường là được rồi các bạn. Sống thì bao giờ nó cũng màu này, cái miệng này nó mỏng như vậy này. Và sống này, nó mở miệng nha các bạn, nó mới úp xuống xong cận bóc lên này. Con này chết rồi này, con này nó không mở miệng nha các bạn, chết rồi đây này. Con dưới là ok, mấy con này còn sống nhăn luôn này, mở miệng đớp to đùng luôn này. Đấy, con này vừa mới mở miệng to lắm mà nó mới cụp lại. Đây, bóc cả cụm luôn, con nào con đấy sống nhanh này. Đấy, sống hết rồi nha các bạn này. Rất là dễ luôn, các bạn không cần phải ngửi nữa. Con này chết, mình sẽ để lại. Con này có hiện tượng hơi nghi ngờ, mình sẽ để lại lát nữa. Nó há miệng ra thì là còn sống, còn nếu không há miệng ra nữa thì nó chết nha các bạn. Các bạn sẽ nghĩ là cái này sẽ hơi bị cực,
Nhưng mà cực như vậy thì khách ăn mới ngon đấy các bạn. Lúc nào mà ốc cũng tươi ngon. Mình lựa cho ốc là cho khách là bắt đầu cũng phải cẩn thận hết. Cộm này rớt rồi. Con này hơi có hiện tượng. Đây, các bạn thấy nó mở cái miệng ra là nó sống. To như vậy. Ôi trời, cả cụ nữa. Ok, hiện tại mình có làm cái dịch vụ beat nhạc karaoke. Dịch vụ này thì bao gồm nhỏ 4 mục. Thứ nhất đó chính là mình sẽ bán cho các bạn các beat, các bài beat mà có sẵn. Thứ hai đó chính là các bạn có thể cover lại cái beat đó. Thứ ba thì các bạn có thể là hòa âm phối khí các bài mới cho các bạn nhé. Và thứ tư đó chính là mình sẽ làm cho các bạn các video mà karaoke có sẵn. Và ngoài ra thì
mình có bán thêm các sản phẩm bằng gỗ. Như mà video bữa trước mình có đăng các sản phẩm con đại bàng đấy các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé. Và mình cũng có nhận thêm dịch vụ đó chính là chỉnh sửa video và chỉnh sửa hình ảnh cho các bạn nữa. Nếu bạn nào có hình ảnh hay video thì cứ gửi qua mình sẽ chỉnh sửa cho các bạn. Cuối cùng thì nếu mà các bạn muốn ủng hộ cho mình cho Up Family ra nhiều video hơn nữa thì các bạn có thể donate cho mình qua tài khoản PayPal. You know it. I just wanna be.